Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh của mình là Thu Anh, Tarot Reader tại Magic Shop, cửa tiệm chữa lành tâm hồn. Mình ở đây để trải những trải bài chung hoặc cùng bạn trò chuyện về tâm linh, vũ trụ, bản đồ sao và tâm lý học. Các bạn có thể ủng hộ mình bằng cách ấn like, bình luận và chia sẻ video của mình nhé. Ngoài ra các bạn có thể đặt lịch xem riêng với mình qua trang Instagram. Các bạn có thể tìm thấy link ở phần mô tả ngay phía dưới video này. Rồi quay trở lại chủ đề của ngày hôm nay, mình đang làm về series dự đoán tháng 2 thì mình đã xong về phần sức khỏe và tài chính, công việc, sự nghiệp rồi. Bây giờ sẽ là tập cuối trong cái series, đó là chuyện tình cảm trong tháng 2. Thì như thường lệ có 3 tụ, tụ 1, tụ 2 và tụ 3. Hôm nay mình chọn cho các bạn chọn 3 cái ảnh nhá. Đây là ảnh Polaroid, ảnh trong máy chụp lấy liền của mình. Tụ 1 là hình một cô gái, người Nhật. Ok, cô này là người Nhật, đây là tụ 1. Tụ 2 là hình một bác. Bác này là người Nhật nốt. Và tụ số 3 là hình một anh tóc xoăn, có hình xăm. Ok, anh này thì không phải người Nhật. Mình nói lại này, tụ 1 này, tụ 2 này và tụ 3 nhá. Các bạn hãy chọn tụ nào mà các bạn bị thu hút ngay từ lần nhìn đầu tiên. Và có thể chọn nhiều hơn một tụ. Các bạn có thể dừng video lại để chọn cái tụ mà mình bị thu hút nhất. Rồi bây giờ mình sẽ đến với tụ số 1, chuyện tình cảm của bạn. Dự đoán chuyện tình cảm của bạn trong tháng 2. Xin chào các bạn tụ 1. Các bạn tụ 1 là những người chọn hình cô gái. Đây là tụ bài của các bạn cho câu hỏi là chuyện tình cảm trong tháng 2. Thì mình thấy dù bạn là nam hay là nữ, dù bạn còn độc thân hay bạn đã trong một mối quan hệ, thì đây là cái tháng mà rất là tốt cho chuyện tình cảm. Nói chung là như thế. Đây là bài trải bài trà, còn hai lá tarot của các bạn, bạn có Queen of Cups và Ace of Wands, cả hai lá đều rất là đẹp, rất là tốt. Nếu mà bạn độc thân thì có thể trong tháng này là các bạn sẽ có một cái người mới xuất hiện. Nhưng kể cả không có người mới thì bạn, cái cảm giác thỏa mãn của bạn trong cuộc sống nó rất là mạnh. Nghĩa là bạn thỏa mãn đến mức mà bạn không cần tình yêu mà bạn... các bạn lưu ý cho mình nhá, tình cảm ở đây không nhất thiết là tình yêu đôi lứa, mà có thể là cái tình cảm, tình yêu của bạn đối với cuộc sống, đối với con người, các mối quan hệ xung quanh và với bản thân mình. Thì trong tháng này nhá, tình cảm nói chung của bạn đẹp. Nếu bạn độc thân thì có thể bạn tìm thấy người yêu, có một người mới xuất hiện, hoặc đơn giản là bạn nhận ra cái người đấy là chính bản thân mình. Bạn yêu cuộc sống xung quanh, yêu bản thân mình. Năng lượng trong tháng 2 của bạn rất là tốt. Các mối quan hệ của bạn rất là tốt. Tình yêu, tình cảm của bạn đối với bản thân, đối với thế giới rất là tốt. Còn với các bạn là đã trong một mối quan hệ thì nó vẫn tốt như thế thôi. Nó đã tốt rồi, nó còn tốt hơn. Hoặc là nó vẫn giữ được cái năng lượng tích cực như trước đây. Nói chung là trong tháng này là các bạn chả có vấn đề gì về chuyện tình cảm cả. Mọi thứ nó đều đẹp quá, tuyệt vời quá. Các bạn cảm thấy như là mình như được là phù hộ, phù trợ ấy. Có một cái gì đấy rất là may mắn trong. Nhưng mà mình thì mình mong là các bạn có thể giữ được cái năng lượng này cho đến vài tháng sau. Nếu mà giữ được thì tốt. Nhưng mà đôi khi mình cảm thấy với một số bạn nhá, với một số bạn thôi, là các bạn sợ cái cảm giác hạnh phúc này. Các bạn sợ như là kiểu, các bạn hiểu là khi mà ở trên cao ấy, càng lên cao thì càng ngã đau. Và các bạn sợ là nếu mà hạnh phúc quá, nếu vui vẻ quá thì lúc mà thất vọng thì nó sẽ rất là đau khổ, rất là buồn bực. Nên là đôi khi các bạn không dám xóa hết mình, các bạn tự kiềm chế bản thân lại. Lẽ ra đây là cái thời điểm này, là bạn để bạn xóa, để bạn thể hiện bản thân thì bạn lại sợ. Nhưng mà lời khuyên ở đây là cứ xóa đi. Cái gì đến rồi sẽ đến thôi. Đừng có lo lắng quá. Kể cả khi các bạn kiềm chế lại thì không có gì đảm bảo là cái năng lượng này nó sẽ không đi xuống cả. Mình không có nói là năng lượng của các bạn rồi sớm hay muộn sẽ đi xuống. Nhưng mà ý mình ở đây là đây là cái lúc mà các bạn enjoy cuộc sống, các bạn tận hưởng cái mối quan hệ này, tận hưởng chuyện tình cảm này. Còn các bạn độc thân thì các bạn tận hưởng bản thân mình, yêu bản thân. Nhưng mà với các bạn độc thân ý, thì mình cảm thấy nó có xu hướng là yêu bản thân nhiều hơn là có người mới đến. Các bạn
có cái gì đấy nó rất là thỏa mãn, mình đã nói ngay từ đầu rồi, thỏa mãn với cái tình huống hiện tại. Có thể là như là bạn vừa có một cái tin vui trong công việc và bạn tập trung cho cái công việc, cái đam mê đó. Bạn bè của các bạn có thể là vừa đi du học về thì là bạn đi chơi cùng người ta, nói chung là không có thời gian để nghĩ cho chuyện tình yêu đôi lứa trong cái tháng 2 này. Đấy, đấy là với các bạn độc thân. Còn các bạn trong một mối quan hệ rồi, đấy thì nó vẫn tốt như thế, các bạn nhìn hình nó cũng thấy đẹp mà nhỉ. Mọi thứ rất là tốt, chuyện tình cảm tốt. À, nếu mà có cãi nhau, trước đây có cãi nhau nhá, thì tháng này sẽ làm hòa được. Tháng này làm hòa được và bạn nhận ra là tình cảm của hai bên rất là đong đầy, rất là nhiều. Có thể nếu mà trước đây bạn có xu hướng nghi ngờ người yêu, nghi ngờ đối tác của mình là không thành thật lòng với mình hay là ít tình cảm với mình, thì trong tháng này bạn sẽ nhận được những cái cử chỉ, hành động, thậm chí là món quà của người ta để cam đoan, khẳng định lại với bạn là có người ta yêu mình rất nhiều. Hoặc là nếu mà bạn nghi ngờ chính bản thân mình là không yêu người ta đủ, thì trong tháng này bạn cũng nhận ra là không, mình rất là yêu người ta. Đó. Đây là một tụ bài rất là đẹp, chả gì để chê cả. Đấy là sự thật, mình cũng chẳng còn gì để nói nữa cả vì nó đẹp quá. Để xem còn gì xem được không. Không, thật ra là chẳng còn gì cả. Lời khuyên là cứ vui chơi đi. Có thể là bài như thế này là bởi vì bạn đang lo lắng, bạn có đang có một cái gì đấy lo lắng, như là nếu mà có người yêu thì bạn lo là người này không thật lòng, hoặc là mối quan hệ này nó đến hồi kết, hoặc là nếu bạn đang độc thân thì bạn lo là khi nào thì mới có người yêu, hay bạn bè xung quanh lấy chồng hết rồi mà khi nào thì nửa kia của mình xuất hiện. Thì trong tháng này đừng có lo, trong tháng này lại những cái thứ vui vẻ hơn nó sẽ tới để giúp bạn quên đi cái buồn phiền về chuyện tình cảm nhá. Rồi, chắc là mình sẽ dừng tụ 1 của các bạn tại đây. Mình chẳng còn gì để nói nữa cả. Nó là một cái tháng quá tuyệt vời cho các bạn, vỗ tay. Mình quên mất không chọn tụ, không thì mình cũng phải chọn tụ này. Chắc là màu hồng, tụ này có cái ảnh màu hồng nên là chuyện tình cảm của bạn cũng hồng hào quá. Mình dừng tại đây nhá. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, bye bye. Xin chào các bạn ở tụ 2. Các bạn tụ 2 là những người chọn hình bác người Nhật, bác già người Nhật. Đây là trải bài của các bạn cho câu hỏi là chuyện tình cảm trong tháng 2. Đây là 4 lá bài trà và đây là 2 lá tarot. Chúng ta có The Hangwoman và The Sun, mặt trời. Ok, trước tiên thì mình thấy nhá, mình sẽ nói về các bạn độc thân trước đi. Với các bạn độc thân nhá, có thể là các bạn đang thích một người, đây không, nếu không phải người cũ thì cũng là crush ai đó. Nếu mà các bạn đang để ý đến một người ấy, thì mình muốn nói với các bạn là đây có thể là không phải the one của bạn. Bạn có thể đang để ý nhầm người, bạn có thể đang hướng tới một cái đối tượng mà nó không phù hợp dành cho bạn, nên hãy lưu ý cái điều này cho mình. Có cảm giác ở đây là các bạn vẫn còn lưu luyến người cũ, thì bạn cố gắng tỉnh táo hơn cho mình một chút, tỉnh táo lại và nhìn nhận lại mối quan hệ. Có cảm giác như bạn đang bị ám ảnh bởi cái mối quan hệ này. Thật ra cái từ ám ảnh ở đây, từ khóa ám ảnh ở đây, nó không chỉ phù hợp với các bạn độc thân mà nó còn phù hợp với các bạn đang trong một mối quan hệ. Mình cảm thấy dù độc thân hay là mối quan hệ nhá, thì có cái gì nó rất là độc hại, nó có mùi độc hại ở đây. Chưa nhiều đâu, nhưng một chút thôi, nó có gì độc hại. Với các bạn độc thân ấy, mình muốn nói với các bạn là có những cái người mới, những có người khác đang ở quanh bạn, hoặc có một cái đối tượng mới nó chưa xuất hiện. Nghĩa là tương lai phía trước nó rất là đẹp, nên bạn đừng có chăm chăm vào một cái đối tượng nữa. Người này mình không nghĩ là sẽ thích lại bạn, hoặc là tìm cách lợi dụng bạn thôi. Hoặc là có thể mối quan hệ hai người sẽ không đến đâu, thì đừng có bị ám ảnh bởi người ta nữa. Đó là cho các bạn độc thân, dù người mới hay là crush đi nữa thì chú ý cho mình nhá. Với các bạn trong một mối quan hệ đi. Với các bạn trong một mối quan hệ thì mình ngay trước mình có mấy câu trước mình có nói là mình có thấy cái mùi độc hại, mùi toxic ở đây. Mình cảm thấy trong tháng này là các bạn cẩn thận cho mình cãi nhau đi. Cãi nhau, nổi giận đi. Mình thấy là có sự hiểu lầm. Thật ra nó không hẳn là hiểu lầm mà nó giống như là tích tụ độc tố à, không, tích tụ tức giận đi. Có thể là cùng một cái vấn đề đó nó lặp đi lặp lại nhiều lần mà bạn rất là tức ở người kia, nhưng bạn lại trước đây bạn cả nể mà không dám nói, bây giờ bạn không thể chịu được nữa và trong tháng này bạn toang hết cả ra.
Thì bạn kiềm chế cơn giận cho mình, đừng có giải quyết mọi việc bằng cách là bùng nổ như thế, chẳng giải quyết được gì cả, mà khiến cho cái người, cũng khiến cho đối phương khó khó hiểu. Người ta sẽ nghĩ như này, người ta làm cùng một cái hành động, cùng nói một cái câu, 9 lần đầu bạn không phản ứng, 9 lần đầu bạn cười xòa cho qua, đến lần thứ 10 tự nhiên bạn nổi đoái lên, bạn ném đồ, bạn chặn tin nhắn, rồi bạn chửi nhau ầm 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 ầm. Có thể đối với bạn ý, thì bạn sẽ nghĩ là ôi tại sao 9 lần như thế mình im lặng rồi thì lẽ ra người ta phải hiểu, người ta phải tôn trọng mình ý. Đấy là theo từ quan điểm của bạn. Nhưng mà từ quan điểm của đối phương thì họ thấy bạn rất là kỳ quặc. Họ nghĩ là bạn là nắng mưa thất thường, nhưng thật ra không ai hiểu bạn là cái người bạn đã phải chịu khổ như thế nào rồi. Thế nên là mình nghĩ là có cái điều gì không ưng ở người ta thì bạn cần phải nói ra ngay lập tức. Mình với các bạn đang trong mối quan hệ, mình không nghĩ là tháng này là mối quan hệ nó sẽ đổ vỡ hay là bạn nên chia tay người này. Mình nghĩ là tương lai tươi sáng rồi sẽ tới, nhưng mà hai người đang trong một cái quá trình, đang trong cái giai đoạn để vượt qua chướng ngại vật, nói thế đi. Nói chung là dù các bạn độc thân hay trong một mối quan hệ nhá, thì đây là cái quãng thời gian hơi khó khăn cho các bạn một chút. Với các bạn độc thân, các bạn đang nghĩ đang yêu nhầm người, hoặc nếu các bạn đang không yêu ai, thì cái cách mà các bạn đối xử với bản thân mình, với những người xung quanh, tình cảm của bạn với những người xung quanh nó không phải không đủ mà nó hơi sai cách đi. Các bạn có thể quan tâm chưa đúng cách, hoặc là yêu thương bản thân chưa đủ. Còn với các bạn đang trong một mối quan hệ thì đây cũng là cái giai đoạn mà dễ cãi nhau, dễ bùng nổ, là cái giai đoạn mà khó khăn. Nếu hai người cùng nhau vượt qua thì sẽ tới một cái cấp độ mới, nó một cái tương lai mới tươi đẹp hơn. Còn nếu hai người không vượt qua thì coi như là đúng người sai thời điểm, đơn giản thôi. Đây là một cái tháng thử thách cho các bạn, nhưng mình tin là bởi vì chúng ta có The Sun ở đây, mặt trời ở đây, nên mình nghĩ là dù thế nào đi nữa, đến cuối thì mọi thứ nó lại sau cơn mưa trời lại sáng thôi. Nên không phải quá lo về vấn đề này. Nhưng mà trong lúc mà dù gì đi nữa thì các bạn cũng kiềm chế cơn giận cho mình nhá. Kể cả bạn, các bạn độc thân đi nữa, khi mà các bạn không đón nhận được cái tình cảm của ai đó thì các bạn cũng đừng kiểu giận rồi cáu người ta vì cái điều này. Mà các bạn phải hiểu là cái này nó đến từ cái sự ám ảnh của bạn. Bạn bị ám ảnh về mối quan hệ nhiều hơn. Có thể là bạn xem tarot rất là nhiều về cái người này và bạn đinh ninh đây là một cái mối quan hệ nhân duyên, nhân quả, soulmate, twin flame. Nhưng mà cái cách bạn nhìn nhận sự việc và bản chất sự việc là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Bạn cảm tưởng như là bạn nhìn một, bạn đeo kính mà cái kính nó đang bị mờ hơi nước. Đó, thì bạn nhìn cái gì nó cũng mờ mờ, nhưng không có nghĩa thế giới thực nó đang mờ, mà là bạn đang đeo một cái kính mờ trước mắt mình. Thì với các bạn độc thân, các bạn cũng đang trong tình cảnh như vậy. Rồi, mình sẽ dừng tụ các bạn tại đây. Các bạn vượt qua được cái này thì sẽ trở nên rất là mạnh mẽ hơn trong chuyện tình cảm. Mình mong là các bạn sẽ làm được. Ok, bye bye các bạn tụ 2. Bye bye. Xin chào các bạn tụ 3. Các bạn tụ 3 là những người chọn hình chú tóc xoăn. Đây là con trai nhé, không phải con gái đâu. Đây là trả bài cho các bạn cho câu hỏi là chuyện tình cảm trong tháng 2. Và đây là trả bài trà và đây là hai lá tarot. Chúng ta có Four of Cups và chúng ta có Nay Page of Cups. Đó. Ôi da da. Trước tiên là mình thấy đây là một mối quan hệ ba người. Nó đúng cho cả các bạn tụ ba. Nó đúng cho cả các bạn độc thân lẫn các bạn đang trong một mối quan hệ nhá. Mình sẽ phân tích từ từ này, vì đây là vấn đề nhạy cảm nên mình sẽ nói rất là cẩn thận này. Nếu các bạn đang độc thân, có khả năng cao các bạn đang muốn trở thành người thứ ba, hoặc các bạn đang bị kéo vào một mối quan hệ ba người. Có thể các bạn không biết bạn đang tìm hiểu một người, bạn rất là thích người này đi. Rất là thích người này. Tình cảm rất là, nói chung cái mối quan hệ này mới đầu nó rất là ngọt ngào, nó rất là đẹp. Nhưng sau bạn phát hiện ra người này đã có người yêu rồi, hoặc người này đã có vợ con rồi. Nhưng bạn không thể buông bỏ được, bởi vì bạn yêu người ta quá. Đó, chú ý cho mình. Đấy là các bạn còn độc thân. Dù mình thấy là kể cả khi các bạn không tin vào nghiệp chướng, luật nhân quả đi nữa, thì nếu mà các bạn yêu một cái người mà đã có chủ rồi, một bông hoa đã có chủ rồi,
người ta đã ngoại tình với vợ hay với người yêu của họ để đến với bạn, thì cũng có ngày người ta ngoại tình với bạn để đến với người khác. Dù cho là, có nghĩa là có thể bây giờ bạn nghĩ, bạn vẫn mong chờ là người ta sẽ bỏ người cũ, à không phải người cũ, người hiện tại để đến với bạn. Có thể bạn sẽ có những cái suy nghĩ mong chờ như thế. Nếu như mình khuyên, à mình chỉ nói là nếu mà họ đã bỏ người khác để đến với bạn thì sẽ có ngày họ bỏ bạn đến với người khác. Ngựa quen đường cũ. Ok. Đây không phải là người chung thủy, nhưng mà có thể trước mặt bạn thì bạn sẽ cảm thấy là đây là soulmate của mình chưa gặp ai mà hiểu mình như thế, hợp với mình như thế. Nên là kiểu bạn bạn yêu cố sống cố chết bất chấp luôn á. Chú ý cho mình nhá. Đây là một mối quan hệ ba người, các bạn độc thân. Bạn rất dễ bị kéo vào một mối quan hệ ba người trong thời gian này. Có thể là các bạn đang cô đơn, hoặc là đúng vô tình là cái người đấy đúng với gu của bạn. Nhưng mà cái này là không phải nhân duyên nữa, không phải duyên tốt nữa, mà là nghiệt duyên. À, đấy. Với các bạn đang trong một mối quan hệ thì nó cũng liên quan đến người thứ ba ở đây. Nghĩa là làm sao? Vì đây là trải bài tarot thì thường đến từ hai phía, nên là có thể là bạn có người thứ ba, hoặc có thể là bên kia có người thứ ba. Dù thế nào thì cũng phải chú ý. Nếu mà mình phân tích từng trường hợp, nếu mà bạn có người thứ ba thì mới đầu bạn sẽ thấy cái người thứ ba này rất là hoàn hảo. Có thể người ta đến trong cái lúc mà mối quan hệ của bạn với người yêu hiện tại hơi đi xuống, hơi hơi trong cái lúc trũng trũng xuống, thì tự dưng bạn lại thấy là ô cái người này hiểu mình hơn người yêu, người này hiểu mình hơn chồng mình có thể tâm sự được mọi thứ với người này. Có nghĩa là dù các bạn độc thân hay là trong một mối quan hệ nhá, thì cái mối quan hệ thứ ba này đến với bạn nó đẹp vô cùng. Nó đẹp nhưng mà mình thấy nó chỉ là ảo giác của bạn tại thời điểm đấy thôi, và lý do là có thể bạn do bạn đang cô đơn, do bạn đang không hòa hợp với chồng với người yêu hiện tại. Rồi, đấy, bạn chú ý cho mình đây chị, nếu mà bạn có một mối quan hệ rồi và bạn đang cảm nắng ai đó thì cảm nắng là chuyện bình thường, nhưng mà đừng có để một cái mối quan hệ cảm nắng này nó ảnh hưởng đến mối quan hệ lâu dài. Mình không có cảm giác là mối quan hệ lâu dài của các bạn tệ đến thế. Tiếp theo, với trong cái trường hợp là người yêu hay chồng của bạn có người thứ ba, thì có thể là anh ta hay vợ cô ta thấy cái mối quan hệ người thứ ba này rất là đẹp. Hay là hoặc là bạn ấy, trường hợp thứ hai của cái vấn đề này là có thể là bạn ấy, anh ta hay cô ta ngoại tình vài lần rồi, nhưng mà trong mắt bạn thì bạn không thể bỏ được người này, vì bạn nghĩ là dù người này ngoại tình đến mấy rồi cuối cùng người ta quay về với mình. Có nghĩa là từ khóa của các bạn tụ ba, dù các bạn trong một mối quan hệ như thế nào, yêu ai, các bạn là nam hay là nữ, thì nó đều có là người thứ ba và các bạn đang bị ảo tưởng về mối quan hệ. Đấy, có thể là các bạn nghĩ anh ta rất là tốt, anh ta sẽ không ngoại tình đâu, nhưng thật ra anh ta đang ngoại tình. À, anh ta rất là tốt, anh ta có ngoại tình đến mấy anh ta cũng sẽ về với mình. Nhưng có thể lần này anh ta đi hẳn luôn và anh ta cắm cho bạn, sừng của bạn cao thành 3 mét, 4 mét luôn. Từ khóa nhớ cho mình, người thứ ba và ảo tưởng. Ảo tưởng sức mạnh bản thân, ảo tưởng sức mạnh của mối quan hệ, nhưng dù thế nào đi nữa thì có mùi ảo tưởng ở đây. Tụi mày cố chú ý cho mình nhá. Ai chà, ai chà. Lén lút. Có sự lén lút, người thứ lén lút hai mặt. Cả lén lút lẫn cả hai mặt ở đây, cả bài trà lẫn cả bài tarot đều nói về cái sự là ngoại tình và cái sự thiếu chín chắn trong tình cảm. Rồi, các bạn tụ ba trong thời gian này dùng lý trí nhiều hơn là trái tim cho mình. Trái tim của các bạn nó đang bị sai. Nó đang không đúng. Bây giờ các bạn nên nên là sử dụng lý trí để phân tích kỹ vấn đề. Ok, cảm ơn các bạn tụ ba đã lắng nghe. Mình sẽ dừng trải bài tại đây. Bye bye các bạn.